Cho tác trao tên đài Pom Happy Nong, mời Pom Happy Nong bỏm cằn lim chương trình truyền hình khám tay không đài truyền hình Việt Nam. Pom Happy Nong dừng, bác sư to là bưng tảng chân đầy xét ó, về trung hong hở chính cùng bông kính đáy số không Pom Happy bản há, nhăn là bức tảng chân hay không na, về khai ó trượt lạt. Bưng quy trình dây dần trễ rú thành dần là nương cùng bưng hủ chăn ngam nhất mà văn hóa đầy bày chữ hoặc tàu khai nghỉ. Cùng Pom Happy cánh trùm hó không chở quân rào giúp nghỉ. Vậy bảy chữ bưng hủ trang cùng dết nghe cánh là nâng cùng bưng nghe ngân lang nỉ quân tàu xuống thành sần bơ sư to là trên cái bưng lung dây dần nỉ vậy hở lưu chai hơi co lưu cốt cánh làn da quân ép nghe cho hủ lông kìn rú bòm cắp bưng lung cùng bông kiến thay rú ngày lang nỉ là nâng cùng bưng quy trình dết trẻ khòng chở quân tàu rú thành sần khòng huyền bắc quảng tỉnh hát rằng bạc vạn cho vay không bằng trong tay cùng mưa mi nghe là nâng cùng bưng khủ mạc bé nhất nhất nghệ tinh rú bưng phùng thôn Thanh Sơn thuộc thị trấn Việt Quang thôn Thanh Sơn khoảng thị trấn Việt Quang đắc Càng Ông huyện Bắc Quảng tỉnh Hà Giang giáo sầm kể tăng rú nỉ là bón kiền rú khòng cài cầu xiếp chốt hơn dần bom me chở quân dạo té hừng Thanh Sơn còn lọ phùng để lại quân hủ hót các bưng nghề dệt trẻ ngân lang khòng bom me chở quân dạo nghề dệt trẻ khòng quân rào rú thùn Thanh Sơn có mi té hừng bưng quân thầu ké có tô là mi cài dòng hỏi bì lẹo té chớ mi quân rú cùng thùn nhỉ có mi hốt cho hơn năm dệt thổi bưng năng về dệt trẻ ní có bao lá rằng bay cắp cấn ní lò dệt lai hơn cắp gian hừng hy hơn nguyên liệu chính để bà con dân tộc giao bưng tảng chân chính về hở bóp me quân xào dệt trẻ lò có mày tăng cứ khẩu nhắm bẩn sòng tay chơ bưng còm mày ó bầu cánh bóp me có chân chớ cằn khẩn ma tắt vậy năm dệt mỗi hộ gia đình cũng nhận một cái vườn một khoảng rừng để giữ năm nào cũng giữ để cho nó lên măng là măng vầu làm sản xuất mỏi cho hơn còn nhằn phùng ba nâng vài bảy chữ chơ ón nó cánh dệt dần trẻ té bưng cỏ mày sang là chặt ra để ngâm ủ với vôi lăng nằn có tắt ó vầy tre cắp phòn
tre bần nâng hoa dòng bần. Rửa sạch cái nước vôi đấy, xong lại ngâm với nước sạch. Ngâm với nước sạch. Lăng nằn trắng sới, lèo tre cắt nắm. Phải 7-8 lần ấy, 3-4 lần thì chưa sạch lắm, giấy nó chưa đẹp. Thế bao giờ khi thấy cái nước nó trong. Tre cắt vòn ráo, chết hot better, chờ đầu. Lim đón trắng ẩu, mang nghìn pin bột. Sân nằn trắng dệt, cứt pin bưng trẻ sùng. Chép khẩn. Mở nâng cò dệt đầy té hà hót dưới bụng. Dệt ăn nì cò da. Dừng tên cam mứ. Vậy dệt. Và hầu pha lại. Cò bóc bó trẻ ó đầy sân nằn, cò trí cho hòn xề, trẻ co bông ngắm. Đồng bào dân tộc Giao là một trong... Pa me trở quân Giao là nương cùng bưng số nòi trở quân mi bưng sàn tèm. Đại bày chứ họ tộc hay nỉ, dú thành dần băng quân thảo ké cùng bàn lưng cố hén bày chứ bó sòn băng tổ sàn không chở quân chào, nhân lo chở quân rào dú nghỉ, hù tèm sàn, dú băng chế ngân lăng, sân nằn, băng chế mức nỉ, cò bó mít chơ đầu, bừng tàng chân thì để xét ó vầy chung hông. Chính bồng kiến thấy số khổng bóng mè là tàng chân hang khải ó chết lạt. Bừng lung nằm dệt trề, rú thành dần là nâng cùng bưng hủ mập văn hóa, cùng bản ngã, trùng hó khổng quân xào rút nỉ. Tàn lung hủ trang khổng bóng mê quân xào, chờ dệt trề, quân thờ, chế xếp. Bình bưng bực sùng. Trong quan niệm tâm linh của bà con, dân tộc Giao, cánh đại sủ cùng bưng nhăm lễ mở trình. Đối với cái kỹ thuật làm giấy bản của dân tộc bưng kỹ thuật dệt trẻ khoan chờ quân xảo xuống nỉ khen nỉ có đại bộ văn hóa thể thao du lịch công nhận lo di sản văn hóa quốc gia. Đối các bưng nghe dệt trẻ ní mở khỏi co mi bưng khù mập pe mà khoa học lịch sử nhất lo khen thì mở khỏi hướng hót bưng hủ ma kinh tế khoa học và đặc biệt là bây giờ chúng ta đang hướng đến một cái giá trị kinh tế. Để gìn giữ bí quyết nghề bảo tồn vậy bày chữ nghề dệt trẻ ngân lăng quân rào rút thành sần cò bày chữ bưng lông dệt sần hầu lút làm cùng cho hơn. Mọi quân thờ cò đầy quân lùng cùng cho hơn bó sòn lùng nằm dệt trẻ tay cho nhăn nổi. Vậy hầu bưng quân nỉ mết mốt cắp nghế khỏng bảo bú trên phầy. Khỏi đây ép té chớ xíp xí xíp hạ bị tuổi bắt cô ké cò ra. Nhăn bầu hú lùng phà bưng trẻ ní ó. Xăng nằn có bầu hú dệt bưng bình bánh trẻ mi bưng tàng chân tre vải ong nhở vải phà cất bình trẻ sân nỉ mỏi tơ dệt mượn nưng khăm ma có bó ó sân nỉ mỏi thép nưng có mi hạt bạc trẻ sân nằn có đầy di hói bờ mỏi mứ có dệt đầy hà hót hốt búc mưa chậu lò hốt chơ hơn hát ba khay nỉ tinh cá thồn cò mà pe đầy tô quẳng cài cò xíp cho hơn năm dệt mở khỏi cóc môn rừng chờ đầy bầu bú trên vài hở bưng nghe ngân lăng nỉ cánh mở khỏi có cô hánh chuông hông cùng cho hơn cánh chuông hong khẽ bị lăng áo xử với mi tấm lông hiệp thủ hỏi cho hơn đôi cáp trên ý quân dần mở khỏi rút nỉ cò sủ khẩu cùng phê phì xăng cung sớ cánh bưng mười lễ mười trình
mà khỏi sổ giống trên ní. Vậy tắt nói ó cứt bình bưng hốn bưng khẳng giấu. Hàng tha nê khi xeo đào tình tiên nô cha nhà tổng tội bùi hín chào yam in a ha tiểu yên yào lâu. Hàng năm đến Tết mình cũng lấy về cho các cụ. Cho các cụ cũng phải nhận cái này. Không có cái này. Hàng bì hết mười trình mà khỏi có ẩu trẻ ní mà vậy cho hờ bưng. Quân vang dề bưng bảo bú làn khăm. Bơ ăn nì là nên văn hóa khòng chờ quân giáo mà khỏi. Hiện nay mới là đang khai nì quân dần trắng xét. Nói lệch thôi mới khỏi có bòm các chu bản ngành thị trấn Việt Quang liêm le lau số nương quý đình lăng nị dệt bưng bón nhọn ảng bưng tàng trưng cánh quỷ hoạch đối cắp làng nghe ngân lăng nị cất bình làng nghe mà pe cùng gian chi hót cánh mà pe hòn du lịch mới khỏi co hướng hót lung mà pe tô quảng cất bình bưng mô hình hợp tác xã hava về dần nị nhăng lò bưng cho hơn thôi. Vậy hướng hót bưng khé du lịch so hủ mà bưng lung khoa học bưng lung sủ chế pe giờ xung hào có hướng hót lung ảo bưng mô hình bưng lung nhọn àng bưng tàng chân nỉ cài chu lại lung vậy hờ lại quân hủ hót mi thể ảo khẩn bưng sẵn điện tử vậy nhọn àng hava bưng khu nỉ chính lò chơ khé mà hót nỉ hủ hót bưng hủ nỉ cánh mi thể sung khẩu bưng năng về dệt chế người ta thích thì người ta có thể là cũng tham gia vào cái hoạt động sản xuất giấy bản của cộng đồng dân tộc ở đây. Mở mớ là mi ó bom mẹ trực quân rào xú thành sơn có dết dần trẻ mớ bom các bưng lung mết mốc học bênh nghe trà bày chữ nghe khỏng bảo bố trên bài hở bom các bưng lung bùng trà khẳng chu cấp chính quyết địa phương nghe dệt trẻ xú thành sơn bó xú to cơn ảo lông hiệp thủ chính hạ quân dần xú nì nhạc hôn phân bày chữ bưng lên văn hóa quý bánh.